Ok, chào mọi người. Video lần này trong cái chuỗi hướng dẫn phần mềm Simple Facebook thì em sẽ hướng dẫn mọi người cách để kết bạn với những cái đối tượng mà check in tại một cái địa điểm bất kỳ. Ví dụ như là một số anh em đang làm bên vé máy bay thì sẽ quét những đối tượng mà check in ở những cái địa điểm sân bay, ví dụ Tân Sơn Nhất hay sân bay Nội Bài hay là một số cái sân bay ở những cái tỉnh thành khác, hay là những anh em mà đang bán đồ phượt thì có thể quét những đối tượng mà hay check in ở những cái địa điểm phượt, địa điểm du lịch chẳng hạn. Ok, thì hôm nay sẽ hướng dẫn mọi người cách để kết bạn với những cái tệp này. Đầu tiên thì mọi người bật cái phần mềm Simple Grab lên. Ok, đối với một số anh em chưa download thì có thể vào trang chủ để download. Thì em có hướng dẫn cụ thể download những cái phần mềm ở một cái video khác. Video này em sẽ hướng dẫn mọi người cách để kết bạn với cái tệp check in tại một địa điểm bất kỳ. Về sau khi bật xong thì em sẽ chọn cái địa điểm là đại ghế thăm theo ID địa điểm. Ok, tiếp theo là em sẽ chọn một cái ID địa điểm, ví dụ em sẽ search là Tân Sơn Nhất, sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đi. Em sẽ chọn địa điểm này. Ok, em sẽ chọn một cái địa điểm nào mà có nhiều bạn bè check in, tức là cái địa điểm này là phổ biến nhất. Đây, địa điểm này đi. Ok, sau đó em sẽ lấy cái ID của cái địa điểm sân bay Tân Sơn Nhất này. Click vào và ta mà chọn ID này. Đó. Cách thứ hai thì mọi người có thể truy cập id.atvsoftware.com.vn, copy cái đường link như thường lệ, copy đường link dán vào, hệ thống sẽ tự động chuyển đổi sang ID. Ok, có ID mình sẽ copy và dán vào cái ô giá trị chính này, sau đó mình bấm thêm điều kiện, mình kiểm tra trên gì xem cái điều kiện này có đúng hay không. Đây, đây là những cái đối tượng đã thích đã check in tại cái địa điểm tại sân bay Tân Sơn Nhất này. Ok, sau khi đã kiểm tra xong thì mình sẽ tìm kiếm để phần mềm nó quét ra những đối tượng này ra cái file UID, thì mọi người nhập tài khoản Facebook vào. Ok, xong xong đó em sẽ bật phần mềm Simple Facebook lên. Ok, chọn cái tài khoản cần để các bạn. Ok, mọi người chờ một xíu để phần mềm nó quét. Ok, sau khi đã có đối tượng thì mình sẽ lưu file. Tại vì cái địa điểm này sẽ có rất là nhiều đối tượng check in nên là phần mềm nó sẽ quét rất là lâu, khoảng tầm 10 đến khoảng 15 phút gì đó sẽ xong cái tệp này. Đó, thì em sẽ demo, thì em sẽ quét khoảng tầm 400 để em demo cho mọi người xem thôi. Sau đó em sẽ lưu ra file này. Let's go. Check in Tân Sơn Nhất. Ok, sau khi lưu xong thì nó sẽ nằm ở đây và em sẽ dùng cái tài khoản cần để kết bạn ở cái thư mục file, mở file UID, chọn file. Ok, thì đây, đây là những đối tượng mà check in tại Tân Sơn Nhất đây. Ok, trên này nó sẽ hiển thị rất là chi tiết. Đây, giới tính, ngày sinh, địa điểm, hoặc là số điện thoại, một số bút tích. Ok, còn như thường lệ thì mọi người sẽ bấm kết bạn, thì sẽ chờ phần mềm này chạy xong. Ok, như vậy là em đã hướng dẫn xong mọi người cách để kết bạn với một cái tệp, tức là một cái đối tượng check in tại những cái địa điểm bất kỳ. Tương tự những địa điểm khác thì mọi người cũng sẽ search theo từ khóa và lấy cái ID, sau đó thì nhập vào phần mềm Simple Grab, quét đối tượng, lưu file và sẽ dùng phần mềm Simple Facebook này mở tệp lên và kết bạn bình thường. Ok, như vậy là em đã hướng dẫn xong mọi người rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này nhé.
Mọi thắc mắc thì mọi người có thể comment ở phía dưới thì bên em sẽ hỗ trợ mọi người trong cái thời gian sớm nhất.